tìm biết, mà phải nhớ là tự nó sẽ có, thì còn gì phải lo, đúng không? Ừ. Con rất chỉ hội đợi ta. Vậy. Con rất chỉ hội đợi. Ở trong tiệm, trong tụ tiệm mấy thợ, đâu phải mình mà làm chủ tiệm là chủ thật chủ thợ đúng đâu? Mình sợ là không làm nhỏ này nó bỏ tiệm mình nó đi đâu đúng không? Mình không làm nhỏ này có nhỏ thợ nó khác nó dành rồi. Nó chờ mình không? Khi nào mình là idol của đó đúng không? Mình làm tốt cho đó rồi không? Nó sẽ chờ. Bảo đảm chuyện đó. Giống như thầy, thầy đi đám ma mà thầy làm đi tốt rồi thì người ta chết cũng chờ thầy à. Đúng không? Lý gì mà sợ? Vậy đi dành đi, đi dành làm đám ma. Thì tôi cũng thí dụ thôi. Để gọi là thí dụ mà đâu có gì thiệt đâu, có cái giỏi đó không? Thôi giờ ngừng ra không? Nãy giờ vui rồi ha. Thì nhắc lại quý vị á, là mình kiểm nghiệm lại nha. Kiểm nghiệm cái đời sống tu hành của mình lại, kiểm nghiệm cái cách tu của mình lại để mình đạt được. Mà nãy giờ thầy cũng đưa ra những cái ý kiến đó mà phải của thầy có cái gì tổ ta đưa ra hết rồi. Và giờ mình thấy vẫn bây giờ vẫn có người sai lầm, cho nên không ai người chứng đạo thì đến đầu tay mà người thành đạo đạo chưa thấy ai. Cho nên thầy mới đưa ra cái bài pháp hôm nay để cho quý vị có một cái niềm vui và trọn vẹn cho cái bài pháp cuối năm cho quý vị học hỏi nha. Mà cảm ơn sự diện và thằng bà giờ đến dự lễ hôm nay. Trăm thì cũng dễ phải không? Thì hiểu á. Nếu trong này mà thầy hả? Nếu trong này mà nói bình an mấy nó đó, bạn hiểu như rất dạ. Cái gì? Bây giờ mình xuống dưới phòng ăn đây, mình ăn. Cho một tô bún. Dạ. Bún bò Huế. Không biết mà
Thank you.
Thank you.